cơm để ăn với hủ tiếu với mì nha. Cái này là bột bột ba mì, bột gạo, rồi thêm một mì nửa, bột gạo nửa, một chiên giòn, 2 rưỡi nước, rồi thêm bột màu nghệ vô, chút màu đều vô, rồi thêm gia vị vô, gia vị gì bạn thích đó, chút muối, chút bột ngọt, chút đường, không thêm bột ngọt thì đừng bỏ. Mình thì ăn gì cũng có một tí xíu vô, người Việt Nam mà, miền Tây ăn bỏ một tí vô. Rồi tôm là mình chiên lên cái dần dần như nè, để mình ăn mì. Còn mình không thích ăn nước, mình chiên dần dần như nè, ăn mì hủ tiếu ngon lắm nha các bạn. Nước mình pha một cái mình quên quay à, nên bây giờ mình nói các bạn nghe nhé. Mình nói lại nhé, một mì nửa, một gạo nửa, một chiên giòn, 2 rưỡi nước. Bạn cứ đông theo cái gì mà nhiều ít của nhà mình á. Rồi nêm muối, đường, chút bột nêm, thích thì nêm miếng chút xíu bột ngọt cho nó có cái vị. Rồi tôm nè, bự thì bạn cắt ra làm hai vậy, cắt ra làm hai. Cái này mình quên cắt nên nó, cái này mình quên cắt nên nó bự nè, giòn lắm. Mình mới làm xong dĩa bánh tôm để ăn hủ tiếu với mì nha các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc nấu cùng mình nha. Có thể trong lúc quay mình cũng có thiếu sót vì mình chưa có kinh nghiệm. Mong các bạn ủng hộ, góp ý, chia sẻ với mình nha. Nếu thích thì subscribe, theo dõi kênh của mình cho vui. Cùng nhau chia sẻ bí quyết nấu ăn trong căn bếp nhỏ phụ nữ nào cũng muốn học hỏi bà, học hỏi mẹ. Bây giờ có một chút xíu mà chia sẻ với các bạn. Các bạn có bí quyết gì cũng chia sẻ lại cho mình nha, để cho mọi người có bữa cơm gia đình ngon, đa dạng, đủ chất. Cảm ơn các bạn.